anh chị và các bạn lại quay trở lại kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Hôm nay Nhiên giới thiệu các anh chị một con máy hàn. Các anh chị nhìn hay là các anh chị có thể là thấy là rất là thích, do là có nó rất là gọn. Con máy này là các anh chị thấy cái mặt trước của nó rất là đẹp, phải không? Nó là 200A, MMA 200A. Các anh chị thấy công ty nó ra nó bảo hành 1 năm, nó có ghi trên này rất là rõ. Nhưng mà ví dụ như bên Máy Xây Dựng Hồng Nhiên lúc nào nó cũng phải bảo hành 15 tháng. Và con máy này đang được bán 1.400.000. Thì các anh chị sẽ thấy con máy 1.400.000 mức độ nó đáng yêu, nó đẹp như thế nào và nó làm việc như thế nào, nó có những cái điều gì đặc biệt trong con máy này ha. Nhưng làm hàng lúc nào cũng vậy, phải có những cái điểm đặc biệt nổi trội hơn những nơi khác như mới làm đó. Công ty nào mà muốn làm việc cái máy xây dựng Hồng Nhiên á là phải có, thứ nhất là giá phải tốt, thứ hai là bảo hành phải lâu. Đó là công ty bảo hành chứ không phải là Nhiên nói miệng xôn nha các anh chị. Nhiên đảm bảo luôn, những cái mặt hàng của Nhiên bán á là Nhiên nói bảo hành bao nhiêu là công ty nó bảo hành đúng bao nhiêu, chứ là không phải Nhiên bao qua tự bảo hành không có. Tự bảo hành mai mốt hư Nhiên sổ Nhiên tính tiền rồi sao, đâu có được đúng không? Nên là mấy đại ca kia nói chuyện trên trời dưới đất nên Nhiên nghe Nhiên tính chính lại xíu ha. Máy xây dựng Hồng Nhiên nó sẽ khác người ta. Các anh chị thấy con máy này nó nhỏ không? Và các anh chị thấy con máy này nó giống con WeWell không? Cái mặt trước nó các anh chị nhìn thấy không? Y chang luôn. Nhưng mà con máy này được lợi thế là nó lớn hơn con kia được xíu. Đó, nó lớn hơn xíu. Và cái điều đặc biệt á, con máy này các anh chị thấy là nó tặng đầy đủ nè ha. Nó tặng đầy đủ chưa? Trước tiên cân nó thử một cái cho các anh chị xem nè. Xem nó nặng bao nhiêu trước cái nặng. Nó phải bự bự xíu, nó nhỏ quá thì nó lại dở ha. 2.4 kg thôi, một con máy này có 2.4 kg. Nếu mà nó quá nhỏ đó thì bo của nó nhỏ quá thì mỗi mốt hư đó thì sửa vẫn được, nhưng mà nó mắc tiền. Đó, điểm yếu của nó là vậy. Nên là các anh chị đừng có đam mê con quá nhỏ, xài con mức độ trung trung xíu, đừng nhỏ quá. Con này nó cũng tặng theo các anh chị nè, búa chổi cướp, rồi cái mặt nạ hàng. Đó, điều đặc biệt ở con máy này á là Nhiên đảm bảo không nơi nào có dây của Hàn Quốc, dây 2m kèm mát lớn, và dây hàng là dây 4m, dây đồng 100% của Hàn Quốc, dây hàng 4m. Đó, dây mát là 2m, dây đồng nha, kẹp mát lớn. Và con máy này được bán tại Máy Xây Dựng Hồng Nhiên với mức giá chỉ 1.400.000 thôi. 1.400.000 được bảo hành 15 tháng. Đo cho các anh chị xem, 25 phân chiều dài ha. Chiều ngang của nó nè, 11 phân, chưa được 11 phân á, 11 phân đi. Chiều cao của nó nè các anh chị, là coi như là 17 phân. Đó, các anh chị thấy không? Rất rõ ràng ha. Nhiên làm lúc nào các anh chị mua thì các anh chị sẽ hiểu được cái cấu tạo của cái máy đó như thế nào để mình biết được mình mua chứ. Con máy được bảo hành 15 tháng, đo chiều cao, chiều dài, chiều rộng cho các anh chị xem. Để đôi khi các anh chị nhìn trên màn hình thấy con máy rất là lớn, nhưng mà khi về nhà nó có tí này nha. Điều đó nó cũng hay ha. Nên đó, các anh chị thấy nè, mặt trước nó làm đồng hồ rất là đẹp, đèn báo nguồn, đèn báo lõi có hết. Con máy này 200A ha, 203A. Đồng hồ nó âm trên màn hình như vậy. Vậy các anh chị thấy không? Rất là cứng chắc nhưng mà rất là đẹp ha. Rất là đẹp luôn, nhìn cái máy nhìn. Anh chị thấy từ trên xuống dưới rất là đẹp, có 2 kg mấy thôi thì khá là gọn gàng. Công tắc phía sau ha, quạt được cái con này quạt rất là lớn, anh chị thấy không? Từ đây qua tới đây luôn, quạt cực kỳ lớn, chạy rất là mạnh. Đó, cái điều đó là các anh chị thấy một con máy nó rất là hoàn hảo rồi đó. Con máy được bảo hành 15 tháng nữa. Các anh chị có nhu cầu thì mình mua về, không cần xài công trình luôn, xài gia đình thôi cũng lợi. Đồ giờ là coi như trong gia đình mà hư lặt vặt kêu thở đâu vô, nên là mình tự xử. Rồi, nếu các anh chị xài công trình thì đi mấy con máy như thế này thì rất là gọn nhẹ, đúng không? Dễ bảo quản. Rồi bây giờ trước tiên Nhiên sẽ test thử cái inox cho các anh chị xem. Tại vì máy thì nó cũng phải xài inox được chứ. Đây là cái inox, mình test thử inox nha. Đây là bao nhiêu? 150 đi, thử là inox thôi nó đúng không? Đó, ngon này nha, rất mạnh luôn. Xuống 115 thôi. Wow, ngon á. Ngon à nha, 115 nhưng mà nó hàng rất mạnh à. Đó, inox ha, rồi lủng luôn 115 nè các anh chị thấy không? Lủng luôn. Đó, nếu cho anh chị xem nó hàng như thế nào nha. Bây giờ mình không hàng inox nữa, mình hàng sắt.
Cái con này để xin xem, nó nói là có chức năng chống dính rồi các anh chị. Đó, chức năng chống dính, chức năng tuyệt vời nữa, chống dính. Đó, chống dính các anh chị thấy không? Cái nào mà có chống nến, cho con dính, không dính què, không nóng què là con đó cực kỳ ok. Lỡ đi ăn cơm mà đá hay kìm hạn dính với nhau không cháy máy luôn ha. Tuyệt vời chỗ này, chống dính được thì nó sẽ chống giật được. Đây các anh chị thấy Nhiên cầm hai kèm đó, tại vì khi chống dính được là nó sụp nguồn xuống, là khi đó nó không còn von nữa, nó không còn dòng, nên là nó chống giật được đó. Cái điểm này rất là ok, nó tăng tăng nhẹ nhẹ thì nó là khi nó dòng nó xuống nó còn chẳng còn nhiều các anh chị, nên là khi đó mình xài rất là ok, rất an toàn. Này bao nhiêu, 115 hơi yếu ha. Đó, ngon ha. Còn 160 thôi. Còn các chị thấy 160 mà nó chảy coi nè. Rồi, xong, đảm bảo các anh chị, con máy này 1.4 triệu, ai thấy cũng khoái. Dây cáp là dây cáp tầm 4m, 2m dây mát, kìm lớn. Giá 1.4 triệu, bảo hành 15 tháng, nó chảy như là cái gì vậy, các anh chị thấy không? Quá đỉnh luôn. Trời ơi, nó chảy siêu ngọt. 2.6L, 2.5L là chị nhỏ rồi, quất cây 3.2L. Đó, các anh chị mua mấy con này về đảm bảo các anh chị chỉ xài 2.5L là nhiều. 3.2L lâu lâu gặp mới chơi thôi. Bây giờ quất thử 3.2L luôn. Một đường 3.2L nha. Ba ly hai, các anh chị thấy không, nó chảy ngọt không? Trời, chảy quá ngọt. Nó chảy quá ngọt nhưng mà nó cũng hầm quá các chị ơi. Nóng quá là nóng. Nói chung là ở đây là mức nhiêu chưa hết. Bây giờ giảm xuống 170 đi, 150 thôi. Đây, các anh chị thấy ổn định không? 155 mà nó chảy 3 ly 2 nó ngọt như thế này. Ôi, hầm quá. Đó, không hàng nữa. Nhưng mà Nhiên đảm bảo các anh chị, đây con có hàng. Hầm quá. Các anh chị thấy không, chảy ngọt luôn. Đây, 3 ly 2 đây. Các anh chị thấy nó chảy 3 ly 2 như thế này nè, 155 ampe thôi. Đó, 4 ly nó chảy còn được, đừng nói chi cái thằng này quá nhỏ. Nhưng mà các anh chị biết, hàng inox này, hồi nãy có 100 mấy rồi, nó chọt lủng inox như thế này nè, các anh chị thấy không. Đó, inox cũng khá là dày nhưng mà nó lủng luôn, là các anh chị biết rất mạnh mà hơi hồng quá. Thì đó, cái con máy như thế này mà các anh chị không mua nữa, đi mua con nào bây giờ? Quá nhỏ gọn nhưng mà quá mạnh. Dây là dây đồng, dài 4m, phù hợp cho các anh chị sử dụng. Nhưng đảm bảo con này phù hợp cho các anh chị. Với mức giá này thì có nhu cầu alo trực tiếp cho máy xây dựng Hồng Nhiên. Nhớ nha, tặng có nhiêu đây à, chứ không có tặng kính hàng. Tặng cái nón hàng thôi, không có kính hàng điện tử nha. Nhiên review tức rõ nha. Dây là Nhiên đảm bảo các anh chị 100% dây đồng, dây nhôm, Nhiên đền. Đó, rồi, có nhu cầu alo liền nha các anh chị. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo mỗi khi Nhiên phát video mới, các anh chị xem liền sản phẩm nào phù hợp mình chơi. À, rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những video kế tiếp. Xin chào các anh chị.